xin chào tất cả anh em. Như cái đề clip thì anh em cũng biết, có rất là nhiều bạn fan yêu cầu tôi là review tất cả các cái đồ chơi mà tụi tôi lụm được, đi nhặt rác về được. Thì hôm nay tôi sẽ thực hiện một cái clip cho anh em xem, đó là tất cả những cái món rác mà tôi đã lụm về nha. Cứ mỗi lần mà rác tôi với anh Tuấn lụm về được á là tụi tôi sẽ làm một cái thau xà bông vậy nè. Đó, cái tụi tôi sẽ xì trước ra. Đó, có giám sát này nữa nhỉ? À, giám sát là anh Mon nè. Bây giờ là sẽ xả nước ra vậy, rồi tụi chúng xả ra đi. Thì anh em á có thắc mắc á là tại sao tôi lại xả ra như vậy. Tôi sẽ rửa sạch lại tất cả những cái món đồ chơi. Sau đó tôi sẽ lựa ra những cái món nào mà còn đẹp á, tôi sẽ đem đi cho các bạn fan qua bên nhà chơi. Ủa? Mày đang làm gì con Mon gì? Đang giữ chân cho nó. Trời ơi, Mon tội nghiệp á. Thôi để cho Mon đi chơi đi. À, thôi đi chơi. Đó, giờ nè, đó, anh Tuấn sẽ ngồi đây anh rửa mấy cái đồ này. Đó. Đây, đây là cái bao rác của tôi đây. Tôi mới lượm về. Rất là nhiều đồ luôn nha anh em. Quá trời luôn nè. Đa phần rác mà tôi đem về nhà là đồ chơi thôi. Còn mà như những cái đồ mà xài hay là phế liệu mà cũ quá, tôi sẽ dục lại luôn ở bãi rác, hoặc là tôi sẽ chở ra tới xe rác. Đó, còn những đồ chơi tôi sẽ đem về vậy. Đó. Những cái món này thì anh em thấy rất là quen thuộc trong nhiều clip của tôi rồi. Đó, mặt nạ siêu nhân rồi nè. Đó. Trời ơi, có chai dầu xanh nữa. Anh em thấy mấy cái món đồ trong đây mà anh em quen biết cái món nào thì em cứ nói cho tôi biết. Đó, còn bên đây nữa. Đây. Anh em yêu cầu thì tôi sẽ làm cho anh em xem. Cái hộp này là... Trời, cái này là cái bộ lăn xe nè. Ê, nhưng mà cái này đẹp nè, Tuấn rửa này đi Tuấn. Vô. Đó. Cái này là các chất thải rắn công nghiệp nè. Ồ, cái cục này nè là hôm bữa tôi lộn mấy cái clip nè đó. Đó, cái này là để người ta dán lên trên thùng rác á, người ta sẽ ghi là chất thải còn lại hay chất thải hữu cơ gì đó. Ủa, chị bị gì? Ôi, bỏ lại hả, rác nhiều quá, bị lão Gia La rồi bà bê bà cũng la nữa. Trời ơi, chị bê về cái mừng lắm nha. Mọi người biết không, cái con mo này à, mỗi lần mà nó thấy chị bê về là nó chạy ra, nó đốt ngay từ cửa luôn. Trời ơi, sao mày không bao giờ mày hung tao cái gì? Con trai mà, hung gì? Nói làm gì đi. À, giật cổ ra. Để xe đi. Để xe trước chế nha. Để mẹ. À. Để cái đầu gì vậy? À, cái đầu này là đầu cô gái mới lụm được. Anh em coi rác quá trời luôn. Đồ mà tôi lụm về cái tôi để hổng đại ở đây, tôi chưa có bươi ra tại tôi sợ lão Gia La tôi. À, thử cái này nè. Lấy chết. Lấy này làm đồ mini ba rửa cho. Hợp lý luôn. Trời ơi, cái này là con ốc nè. Thôi coi là. Ý, có cây đờn nữa nè. Rồi anh em coi. Ôi đây nè. Khủng long bào chúa. Ờ, còn cái này là khủng long rồng lửa. Đi được không bổ? Ừ. Đồ có đứt lộn về đồ xịn không à. Trời ơi, coi cặp loa Bluetooth nè. Trời ơi. Con này là mấy bữa gắn pin vô là nó chạy được luôn nha. Ủa để đi nè. Đó, anh em có biết cái clip mà lượm được con rồng lửa này à, tao em biết rồi. À giờ để đây. Mọi nè sợ. Bọn nè sợ dữ lắm. Sợ lắm. Còn cái này là cái quyển sách ma thuật hôm bữa là tôi lượm trong cái clip mà quyển sách ma thuật đó anh em. À, tôi để đây. Ê, Tuấn, rửa cho anh mấy cục đá đây coi. Ê, đá mà phong thủy rửa được anh. Được, rửa cho sạch lại rồi cứ chơi vô quá nè. Đó, đây. À, đây là thêm một cái bao đồ chơi nữa. Quá trời luôn anh em thấy chưa. Rồi, chiếc xe nè. Sự tích con khỉ nè. Ôi siêu nhân à. Tôi lượm được một cuốn lịch 2021 luôn nha. Mở một cái bao đỏ. Một cái ống dòm. Ôi, có cây súng nữa. Chà, còn trên đây nha, trên đây mới mệt nè. Bây giờ tôi sẽ lôi lên ra. Ủa, sao có cái hãng nữa. What? Bây giờ tôi đi ngang qua đây, tôi phải đi lạng. Quá trời đồ rồi. Bây giờ để gặp bạn đây. Chết luôn. À, ê mà sẵn hôm nay có dịp này á, tôi sẽ giới thiệu cho anh em hồ cắt chép coi và tôi. Ủa, chị bê qua lộn. Đây. Ủa, cái tiếp con của tôi nè. Ủa, sao tự nhiên thấy anh nó hoảng sợ vậy em? Tại anh xấu quá. Tại anh xấu quá. Trời. Đây, còn quên, tôi sẽ review luôn cho anh em coi cái hồ này tôi nuôi rùa. Tôi rất là thích nuôi rùa luôn nha. Ủa, cái con rùa đang ngồi đây nè. Chạy. Ý con rùa này nó gan quá, nó không dám chạy. Để đây đi. Ý nó bơi kìa. À, tôi bảo đảm cho anh em ơi, ở dưới đây rất là nhiều rùa luôn nha. Trời ngay đi. Ồ, rùa quá trời rùa. À, đây là con rùa tai đỏ. Để nó cắn anh trời. Đây, cái này là chú rùa tai đỏ.
Đó. Để cho bơi vô, hồi sao bỏng anh trai. Cho nó chết luôn hay vậy? Hồi xưa tôi nuôi con này tôi mua về có chút xíu mà bây giờ nó bự vậy nè anh em. Đó, nó bự bằng bàn tay luôn. Còn một con rùa nước tôi nuôi nữa nè. Đây này, đây. Đây chính là con rùa nước của tôi nuôi. Con rùa này là nó khác con rùa tay đỏ nghe. Đó. Ê, để đây coi. Đợi để nó lấy cái đầu ra coi. Anh dám đi à? Nhát, không dám đi à. Đó. Dạ tôi nuôi là 5 em rùa tay đỏ. Đó, đây. Đây 5 em rùa tay đỏ này. Nè, con này là cũng là một con rùa tay đỏ nè. Đó. Anh em thích đuôi rùa nào giúp tôi thì comment cho tôi biết nghe. Yeah. Rồi xong. Tiếp tục bây giờ tôi sẽ review tiếp rác. Đó, cái này là mới có một phần thôi nha. Mới 1/3 thôi nha. What? Anh em hãy đón xem hết clip này coi bao nhiêu rác của tôi. Đó. Đâu mà đứng đâu. Giỏi vậy ta. Mập quá. Con Mon nó mập quá nên nó đứng lâu không có được. Đây là một cái túi đồ chơi Lego. Đây cái túi đồ chơi Lego. Giờ tôi đổi bàn cho anh em xem đi. Cái này là nguyên một bao Lego luôn nghe. Anh em nào thích chơi Lego giống tôi thì cho tôi biết. Đó. Đây nè. Ui. Trời con rùa đẹp quá đâu Vy. Dễ thương quá nè. Có con Pokemon nữa nè. Đây là cái bao toàn là Pokemon và đồ Lego. Đó, tôi có phân loại ra hết. Yeah. Nhưng mà cái này là bây giờ đang đợi anh Tuấn anh rửa sạch rồi bắt đầu mình mới cho người ta được. Đó. Ý con voi nữa nè. Rồi. Tiếp theo. Còn một bao nữa. Ăn banh hả? Ngu, ngu, ngu. Đây. Yeah. Tiếp theo là còn tiếp cái bao này nữa. Đó, đi qua đây. Đây, dập đổ ra cho mọi người xem. Nhà một đống rác. À, đây là cây Doraemon thần thánh. Đó, mẹ mày rác. Con heo. Nghe mày đứa cái túi mắc cười vậy. Trời ơi, con gì chuyện đẹp quá gì? Wow. Vậy. What? Trời, nhìn anh Tuấn giống như là người thổ cẩm dân tộc vậy đó. Con trai đừng quay cận. Đây, bây giờ tiếp tục tôi sẽ lấy thêm một cái bao khác ra cho anh xem. Hai cái bao này tôi để đây chắc cũng cả trăm năm rồi mà bây giờ tôi mới lấy ra được. Đó, anh em coi. Quá trời luôn. Trời ơi, con chim nữa nè. Ừ. Đây là chân con robot. Đây là con khỉ, con sư tử. Ở đây có chùm nho giả nữa. À, một cái con mèo. Một cái remote control. Cái này là hình như là cái máy chơi game nè. Đó, còn cái bàn này là cái gì nè. Ủa, cái này cái gì đẹp quá vậy? Ủa, cái này là của cái gì của Thái Lan nè. Ô. À cái gương đẹp quá ha. Yeah. Trời ơi, công nhận cái rác của tôi nó nhiều quá đến nỗi bây giờ tôi không biết là món nào tôi phải lựa cái gì nè. Wow. Đó, đây là cái đầu của khủng long nè. Đây là con hươu cao cổ. Ê, một con báo nè. Cái gì? Thử mò anh nho. Trời ơi, cũng liếm mỏ ăn nữa. Ủa cái này là con gì nè, em lấy con này em kẹo mò thử coi. Chiếc máy bay nè, con voi nè. Rồi ok anh em. Cái này á, là chỉ là mới có ngoài sân thôi nha. Bây giờ tôi sẽ đi rác vô trong nhà tôi luôn. Thì ở đây á, là có một đống sách vở nè. Thì thôi tôi không bươi ra nữa. Nhiều quá rồi. Né đường luôn á. Đây là mấy cái bản đồ luôn. Đó. Thôi có dẻo nữa. Nè. Nè. Nè nó sợ con rồng. Không có sợ nghe chân. Rồi bây giờ là đi vô chỗ trong nhà. Còn trong nhà nữa nghe. Những cái món ở ngoài sân á là tôi chưa có phân loại được. Còn những cái món ở trong nhà là đồ đặc biệt không à. Chỉ trong nhà là tôi đã phân loại rồi. Bây giờ tôi đem cho anh xem. Đây hôm nay cuối năm là tôi phải tổng dọn vệ sinh với lão già là tôi quá. Đây là hàng tỷ của tôi lựa ra nha. Đó giờ tôi để đây cho anh em xem. Hàng này là hàng tỷ hàng xỉn nghe. Đem ngoài luôn hả? Đúng rồi đó. Bài cho xem. Thấy chưa? Lọ đẹp không? Mới rửa sạch. Ôi ôi đẹp quá vậy. Đây có cái máy chụp hình. Một cái iPhone 4. Đó. Đây, tôi có cái bộ kiếm này rất là đẹp luôn nè. Ồ. Anh em nào biết cái bộ kiếm này không? Cái kiếm này là cái kiếm của Dũng sĩ Đa, Dũng sĩ Diệt Rồng á trong truyện Dấu Ấn Rồng Thiên á. Đó, là cái bộ kiếm này. À, đây là ba cái trứng khủng long hôm bữa tôi lượm được. Đây là một cái súng bắn thính trong BOPG. Đây là con bò sữa. Đó. Đây là cái máy giặt.
Đó, đồ trên đây là đồ tủy không nha. Đồ này là tôi đã rửa qua rồi. Cái điện thoại nè, một cái đồng hồ Apple Watch luôn. Ê, ủa cái này là cái gì đây? Trời, đây là những cái đồng keng. Đồng keng này là tôi khoái, cái này là tuổi thơ của tôi nè. Đó, nguyên một hộp luôn, tôi bảo quản rất là kỹ luôn. À, một cái máy chơi game hiệu Tài Thiên. Đây nè anh em coi, đây là cái máy tính tiền nè. Đó, mấy cái đồ linh tinh lang tang trong đây. Đây là những cái đồ Lego của tôi nè. Đó, xe độ đồ nè. Cái máy xây sinh tố nữa nè. Trời ơi, còn cái máy chơi game này nè. Đặc biệt nha, tôi mua ở trên mạng á. Nó nói tôi là cái máy có màn hình chơi game rất là đẹp luôn. Mua bán có 99 ngàn thôi. Tôi mua xong vậy nó đưa tôi cái máy này, anh em coi chịu nổi không? Cái máy này là có 7-8 ngàn, 10 ngàn nè. Đi cột thiệt. Ui. Wow, cái súng này đẹp quá ha. Đây, đây, nhiệt kế. Thôi, có cái iPad hiệu BlackBerry luôn nha. Đó, anh em thấy những cái món này rất là quen, là tôi đã từng nhặt rác trong những clip trước. Đó, giờ tôi để đây. Xe, xe đẹp ha. Đấy. Trời, cú lại cam luôn. Yeah, xịn nha. Cái này là một thùng thôi nha, còn nữa. À, trời mệt. Tôi gái tôi quay cái clip hôm nay xong rồi tôi sẽ dọn dẹp sạch sẽ lại cho lão hết da. À, ở nhà tôi là có một cái bộ truyện vua pháp thuật nha. Cuốn bộ truyện này á là từ quyển, tôi có nguyên bộ trọn bộ luôn, từ quyển 1 cho tới quyển 34. À, anh em nào mà có coi cái bộ truyện này sẽ biết tôi rất là thích coi bộ truyện vua pháp thuật. À, đây là một số cái rác linh tinh lỉnh kỉnh thôi, tôi không có dọn ra nữa tại nhiều quá rồi. Đây là một cái bao rác mà tôi mới lượm về hồi sáng nay. Đó, lát nữa tôi sẽ đem ra cho anh em xem. Đây là một cái vòng xoay. Đó, cây cung. Còn cái này mới lạ nè. Anh em biết cái này là cái gì không? Ôi, biết cái đợt luôn. Cái này định để đây. Cái này nó gọi là cái đờn piano khổng lồ. À, đây đây đây. Ôi, rác à. Ý, vậy tôi sẽ đem ra trước, đem ra review cho anh em kỹ hơn. Đó. Ôi, đây đây. Trời ơi, cái gì vậy? Mình làm hết hồn. Quá trời. Đây là một chiếc xe cần cẩu nha. Đó, tôi rất là thích xe cần cẩu luôn. Đó, trời. Nào cũng thích đồ chơi giống tôi. Đó. Còn đây là một xe cứu quả. Đây là một xe tàu lửa. Đó, một con nhện nè. Nè, không sợ. Đây là cái súng của nhện nha. Ủa, tôi khoái nhất là cái súng này là đẹp ghê luôn anh em. Yeah. Đây là xe lu. Những cái đồ này á là anh em thấy trong rất là nhiều clip của tôi rồi. Đây là kiến dạng hoa. Đó, xoay vô đây. Đó, anh em thấy không? Rất là đẹp luôn, tôi rất là thích kiến dạng hoa luôn. Đó, đây là con nhân vật hoạt hình gì nè. Ồ, một chiếc tàu nè. À, đây là anh chạy xe đạp. Ủa, cái này giúp cái kèm. Cười, sợ ngại liếm. Vô gì? Sao anh đánh em? Anh có đánh em đâu, là đạo đức đánh em đi chứ. Đây. À, ồ, cái này mới là hàng hiếm nghe. Ây da. Cái này là đồ sạch không nha. Đây là cái đó hiệu Tiger. Hai cái đó này là hai cái đó muốn chài mà một lần là tôi với chị Vi đi quay ở Bình Dương á. Đó. Yeah. Ờ, đây đổ ra. Trời ơi, anh em biết cái này không? Cái này là cái cánh tay giả đó. Đó, trong cái clip mà con rối. Còn này là trong cái clip mà bông sen Phật tổ. À. Ôi, cái máy chụp hình này là chụp bằng phim luôn nghe. Đây nè, để tôi mở ra cho mọi người xem. Tổng tiêu rồi. Đó, thấy không? Cái máy chụp hình ngày xưa là mình sẽ để cuộn phim cho trong đây nè. Đó, cái đó chụp nó sẽ chạy phim vào bên đây. Đó, rất là xịn luôn. Còn cái clip này là clip chú voi Thái Lan nữa. Trời ơi, còn cái này là... Ý, còn cái này dễ thương không? Đây là còn cái clip mà tôi lượm được Hồng Ngọc đó. Ôi, cái này là viên bi nè, mọi người biết viên bi này không? What? Hồi nhỏ tôi thích chơi bắn bi lắm nghe. Nè, đổ đây cho mọi người xem nè. Rất là nhiều bi luôn. Tôi thích nhất là cái viên bi ba màu này, rất là đẹp luôn. Em thấy đẹp không? Đúng là phụ nữ không có biết chơi cái gì hết trơn. Con này là con cua của lão Thái Gia. Này, đó. Quá trời đồ luôn nè. Ôi. Thôi ok anh em,
Tôi bây giờ tôi sẽ tổng hợp lại rồi sau đó tôi kết thúc clip này, tại vì đồ nhiều quá, một lát là hỏi da mà thấy nữa là hỏi da la tôi đó. Bây giờ anh em coi là đồ chơi là đầy nhà tôi luôn à. Đó. Ý. Ngựa muốn băm cái tay luôn. Có gì đâu em trai. Đó, đồ đây nè. Ý. Quá trời đồ luôn đây. Anh em thấy không? Bây giờ cái nhà tôi là giống như là đồ nhà đồ chơi vậy đó. Quá trời đồ luôn nè. Ủa gì vậy? Buồn. Mà tôi nói cho anh em biết là tất cả những cái món đồ chơi này là tôi đã bỏ đi rất là nhiều rồi đó. Có nghĩa là những cái món mà hư cũ hay là nó nát quá là tôi đã giục bỏ rồi. Còn những cái món mà tôi đang hiện tại đang có mặt cho các bạn xem là những cái món này là tôi đã qua tuyển chọn rồi đó. Đó, tôi đã lựa lại hết rất là đồ rồi. Những cái đồ này là thấy không? Anh em thấy không? Còn xài được luôn tôi mới giữ lại. Ôi, làm gì vậy? Ê, con rùa bị kẹt rồi anh ơi. Đâu, 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 lấy coi. Tội nghiệp nhỏ. Trời ơi, chui vô cục đá chi không biết. Lấy ra được không? Lấy được. Ồ, nó kẹt cứng ngắc rồi. Chui chẩm chi trời. Trời ơi. Ngu. Ngu vô cùa. Chứ không phải ngu gì chó hả? Đây, chiếc xe. Xe này là xe nâng nha. Đó. Ủa, chậu này đâu anh? Chậu đó không biết ba chồng ở đó đó. Em đem về cho mẹ. Thôi ok anh em, coi như tôi cũng sẽ kết thúc clip ở đây luôn. Đó, hôm nay theo yêu cầu của các anh em là tôi đã review hết tất cả những cái món rác, những cái món đồ chơi ở nhà tôi đang có. Yeah. Đó, bây giờ tôi sẽ lựa ra để cho anh Tuấn anh rửa. Ủa con gì anh đi ra rùa hả? Đi ra rùa. Ok anh em, vậy thôi tôi cũng sẽ kết thúc clip ở đây luôn. Cho những cái anh em nào mà thắc mắc tôi có cái món gì món gì. Tạm biệt anh em nha. Hẹn gặp lại anh em trong những cái video nhặt rác tiếp theo của tôi. Còn bây giờ thì tạm biệt anh em.